Cuối tập trước, Tôn Ngộ Không đã tuyên chiến với Liên Minh Hắc Ám, dọc đường phải trải qua rất nhiều địa bàn khác nhau của yêu quái. Đúng như phong cách Thích Là Đụng, anh khỉ chẳng ngán một ai cả. Cậu ta dùng một đấm và một cú sút đánh bay Độc Nhãn cự nhân ra xa trăm mét. Hắn ta nhảy đến tung nắm đấm trả đòn. Ngộ Không tung ra cú đấm đánh bay kẻ địch lên trời rồi nhảy theo túm cổ quất xuống dưới, xin nhẹ một cái mạng. Đó là những gì mà hầu khỉ nhắn nhủ với Độc Nhãn cự nhân. Cậu cảm thấy rất không thoải mái. Đám người của Liên Minh Hắc Ám đó chẳng có tên nào biết đánh nhau cả, chưa có trận nào đánh đã tay cả. Dừng lại nghỉ ngơi ăn uống xong xuôi, hai người họ lại tiếp tục lên đường. Lúc này trời đã tối, tầm nhìn xung quanh bị hạn chế. Ngộ Không đánh hơi được xung quanh có người. Không phải là kẻ địch, bọn họ là người trong bộ Lạc Hoa Thị. Tự dưng nhìn thấy một con khỉ to xác tiến lại nói chuyện, tất cả mọi người đều hoảng hốt. Quả tử đi ra ngoài giải thích mới khiến cho mọi người bình tĩnh trở lại. Bọn họ nhanh chóng được giải cứu. Điều đáng tiếc là tất cả người sống sót đều ở chỗ này. Những người khác đều trở thành bữa ăn cho yêu quái mất rồi. Quả tử rất đau lòng, nhưng chưa để cho cô bé có thời gian tưởng niệm thì một tiếng cười đã vang lên. Kể đến là nữ yêu quái bọ cạp. Cô ta tự giới thiệu mình là Bách Mục Yêu Cơ, thành viên trong Liên Minh Hắc Ám. Lần này đến đây để chào hỏi và trao đổi vài chiêu thức. Quả tử nhắc nhở Ngộ Không cẩn thận. Bách Mục Yêu Cơ là một trong tứ đại yêu quái của Liên Minh Hắc Ám. Cậu ta nghe xong chẳng những không sợ mà còn thấy hứng thú vì cuối cùng cũng gặp được yêu quái ra hồn. Những lần trước chưa có cơ hội để thể hiện sức mạnh, lần này có rồi nè. Bách Mục Yêu Cơ chủ động xông lên đánh phủ đầu, Ngộ Không dùng nắm đấm ngăn cản. Cô ta đột nhiên vòng qua phía sau, rồi dùng cái đuôi bọ cạp sắc nhọn đâm lém một kích sau lưng. Đòn tấn công quá chí mạng, hơn nữa cái đuôi lại có độc. Yêu quái bình thường trúng đòn chắc chắn phải ngã xuống, nhưng đối thủ lần này lại chính là Ngộ Không. Chút độc và thương tích đó chẳng ra sao cả. Cậu ta bạo phát yêu hồn đốt cho Bách Mục Yêu Cơ ngu người, quá tức giận. Cô ta nhanh chóng đứng dậy rồi phóng ra nhiều cái gai sắc nhọn. Vừa né xong thì kẻ địch đã tiếp cận lại gần và dùng cái đuôi cuốn lấy Ngộ Không. Sau đó bắt đầu dùng những cái chân sắc nhọn trên cơ thể đâm vào người cậu ta. Ngộ Không bạo phát đấu hồn. Sức mạnh đấu hồn giống như ngọn lửa nóng rực. Bách Mục Yêu Cơ bị hất văng ra ngoài. Thừa cơ hội đó lao đến tặng cho kẻ địch một cú đấm. Đúng lúc đang bay đến thì cơ thể mất khống chế, đâm mạnh xuống đất. Hóa ra độc tố bây giờ mới phát tác, cơ thể cậu mềm như bún. Bách Mục Yêu Cơ định làm món thịt khỉ nhưng cô ta đã đánh giá thấp yêu hầu rồi. Ngộ Không đột nhiên lao đến tặng cho đối thủ một cú đấm vào mặt. Sau đó biến hình thành kinh công khổng lồ rồi tặng cho kẻ địch một cú đấm bay ra xa. Sắc mặt của Bách Mục Yêu Cơ tỏ rõ sự lo lắng. Cô ta phóng ra rất nhiều gai nhọn tấn công nhưng lại chẳng thể tạo ra nổi một vết xước. Bách Mục Yêu Cơ bị túm đuôi quật xuống đất rồi bị đấm một trận liên hoàn. Cậu nhảy lên trên cao rồi rơi chân đạp xuống một cú đạp khủng khiếp. Rất may là cô ta kịp thời đào một cái hang xuống đất để tránh né. Nếu như bị trúng đòn vừa rồi chắc chắn sẽ phải xuống đất bầu bạn với Jun. Ngộ Không đi bộ lại gần tung ra năm đấm kết liễu kẻ địch. Bách Mục Yêu Cơ hoảng sợ, cô ta nhanh trí nói ra bí mật là người trong bộ tộc Hoa Thị chỉ còn một nửa linh hồn. Nửa còn lại bị Minh Chủ Liên Minh Hắc Ám rút đi, rồi cho vào các bùi nhìn người rơm này. Chỉ cần phá hủy người rơm thì những con người ở đây sẽ bị tra tấn, sống không bằng chết. Những lời đó là sự thật. Bách Mục Yêu Cơ dùng chuyện đó để uy hiếp rằng cô mà chết thì cậu sẽ không cứu được bất cứ người nào. Muốn biết cách để cứu sống họ thì cứ đến Vô Tận Tàng. Nói xong liền rời đi. Thế là Bách Mục Yêu Cơ thoát được một cái mạng. Vô Tận Tàng chính là sao huyệt của Liên Minh Hắc Ám. Xung quanh chỉ toàn là núi đá sắc nhọn, không có một ngọn cỏ mọc lên. Minh chủ Liên Minh Hắc Ám là Hoàng Mi Lão Phật, một nửa là yêu, một nửa là Phật, có một con thú cưỡi giống như con cóc. Ngoài Hoàng Mi còn có ba đại yêu quái mạnh mẽ khác, mỗi người đều là bá chủ một phương. Bách Mục Yêu Cơ là một trong số đó, sức mạnh có vẻ yếu nhất. Người thứ hai Cửu Vĩ Hồ sống hơn ngàn năm, khả năng biến hóa khôn lường. Kẻ thứ ba là một nhân vật chắc chắn không còn xa lạ với các anh em nữa. Ông ta chính là Hoàng đế Bạch Cốt, bá chủ thế giới dưới lòng đất. Sức mạnh phụ thuộc vào thi khí. Sau khi hấp thụ thi khí, có thể một mình cân nguyên tim thầy trò Đường Tam Tạng mà vẫn dư sức, đánh mãi không chết. Nhưng đó chỉ là khi ở trong địa bàn của ông ta. Còn sau khi đi ra bên ngoài thì sức chiến đấu có giới hạn rồi. Có vẻ như vẫn thua kém Hoàng Mi một chút. Vì sự xuất hiện của Ngộ Không nên Hoàng Mi phải gọi ba người họ đến để bàn bạc.
Hoàng Mi đánh giá rằng chiến lực Ngộ Không xứng với hai chữ đại yếu. Trong giới yêu quái cũng phân chia mạnh yếu, đại yêu ám chỉ những yêu quái mạnh nhất. Hoàng Mi đề nghị nếu Tôn Ngộ Không chịu giảng hòa thì có thể cân nhắc chia cho một phần lãnh địa. Hoàng đế Bạch Cốt lại nghĩ rằng hầu yêu không đến mức đó đâu, chi bằng giao phần lãnh địa cho ông. Ông ta sẽ giúp Hoàng Mi giải quyết con khỉ đó. Tuy nhiên, đã có một đại yêu thứ năm xuất hiện muốn so đấu với Ngộ Không. Người không mời mà đến chính là Ngưu Ma Vương, bá chủ của Hỏa Diệm Sơn, kẻ thù cũ của bốn người này. Lần này Ngưu Ma Vương đến là chỉ muốn khiêu chiến hầu yêu, mong bọn họ không can thiệp vào cuộc chiến. Thực chất, người đàn ông cao to lực lưỡng này lại là nhân cách thứ hai, một phiên bản thế thân hoàn hảo của Ngưu Ma Vương. Bản thể thực chất là một cô gái xinh đẹp, tính nóng như kem, thích là sẵn sàng va chạm giống như Tôn Ngộ Không. Nhưng chính Ngưu Ma Vương cũng không biết sự thật về bản thể, còn cho rằng Ngưu Tiểu Muội là em gái của mình. Tôn Ngộ Không đưa theo quả tử tiến về sao huyễn liên minh hắc ám. Lát nữa, cậu sẽ làm một trận đại náo khiến cho bọn chúng nhào lộn hết. Sau đó bắt bọn chúng phải giao ra linh hồn của tộc nhân Hoa Thị. Kế hoạch trên sách vở là như vậy, nhưng còn chưa kịp đi tới sao huyệt thì đã gặp phải chướng ngại đầu tiên là Ngưu Ma Vương. Ông ta trực tiếp nói ra mục đích là muốn khiêu chiến. Có người đến thách thức, Tôn Ngộ Không liền cười nhẹ. Cậu để quả tử xuống đất, rồi tiếp nhận lời khiêu chiến, đồng thời còn gọi Ngưu Ma Vương là Đại Thúc. Đại Thúc đừng để ta thất vọng đó. Sau màn vẫy tay mời đối thủ nhào tới đây, Ngưu Ma Vương cũng xông đến tấn công phủ đầu. Ngộ Không dùng nắm đấm tác động vật lý vào mặt Ngưu Ma Vương. Cú đấm rất mạnh, nếu là đối thủ khác thì có lẽ đã bị đánh bay ra xa. Nhưng lần này thì khác rồi, cú đấm chỉ khiến Ngưu Ma Vương nghiêng người một chút. Tiếp theo đến lượt ông ta xuất chiêu. Dứt lời liền sử dụng ra tuyệt kỹ, ngưng tụ ra 5 nắm đấm đánh trả lại. Ngộ Không giơ hai tay ngăn cản nhưng sau đó vẫn bị một chưởng đánh vào ngực lùi về sau chục mét. Ngưu Ma Vương biến trở lại bản thể là một con trâu lửa khổng lồ, rồi nhanh trí hất văng cậu ta lên trời rồi tiến hành một trận liên hoàn công kích, đánh bay cậu ta vào gốc cây. Ngộ Không nhanh chóng đứng dậy, đâu phải chỉ riêng đối phương biết biến hình đâu. Cậu bạo phát yêu hồn, cơ thể biến trở thành kinh công, co to lực lưỡng. Lúc này bản thể hai bên đã ngang nhau, trận lửa đấu với kinh công. Trâu lửa phản công bằng cách húc vào người kinh công, cái sừng đâm vào bụng khiến Ngộ Khỉ đau đớn. Cậu ta dùng nắm đấm tác động vật lý liên tục vào đầu, nhưng vẫn không làm được con trâu lửa này dừng lại. Ngộ Không giống như một cục thịt khổng lồ bị con trâu dùng cái sừng húc về phía trước, đâm vào một ngọn núi nhỏ khiến ngọn núi vỡ nát, vô số tảng đá đè xuống. Ngưu Ma Vương tưởng rằng Ngộ Không đã bị đâm chết, dù không phải chết vì đâm thì cũng bị núi đá đè cho nát người. Trận chiến này ông thắng rồi, nhưng vừa mới tuyên bố xong thì cậu ta đã lên tiếng phủ nhận, mình vẫn còn chưa chết mà. Thoát khỏi đống đất đá, Ngộ Không lập tức dùng nắm đấm giáng xuống người Ngưu Ma Vương, đấm cho đối thủ mềm người. Tuy nhiên, sức chịu đựng của ông ta lại quá mạnh, sau khi hứng chịu mấy chục cú đấm vào người vẫn đứng dậy được. Ngược lại thì Ngộ Không cũng đã mệt mỏi rã rời. Ngưu Ma Vương đề nghị làm hiệp thứ hai, nhưng chưa kịp để cho cuộc chiến diễn ra thì quả tử đã bị Cửu Vĩ Hồ bắt đi. Thế là cậu ta phải bỏ rời trận đấu để chạy đến giải cứu cô bé. Cửu Vĩ Hồ lặng lách quá mượt, liên tục bay nhảy lên vách đá. Ngộ Khỉ dùng tay không đấm nát tảng đá ép cho cô ta rơi xuống. Cửu Vĩ Hồ lại nhanh trí ném cô bé lên không trung. Hoàng đế Bạch Cốt bất ngờ xuất hiện, đá văng cậu bay ra ngoài rồi cướp người đi. Tuy nhiên người mà ông ta mất công tranh đoạt chỉ là một con rối. Cửu Vĩ Hồ này cũng quá gian xảo rồi. Tất cả mọi người đều biết Tôn Ngộ Không rất quan tâm đến quả tử. Hoàng Mi dự định sẽ làm gì với cô bé và lão gia đó đang có âm mưu gì? Các bạn hãy cùng mình đón xem diễn biến các tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.